Ok rồi các bạn ơi, cái phần bài trước là mình đã cho các bạn luyện tập đọc hết cái bảng pinyin này. Cái bảng pinyin này các bạn đã đọc được hết và nói về cái phần thanh điệu của tiếng Trung rồi. Mong rằng là các bạn đã không bị ngọng trong tất cả cái phụ âm nguyên âm và cái pinyin cũng như là thanh điệu của nó. Thì chúng ta sẽ sang cái bài tiếp theo. Ở cái phần dưới trong sách này ấy, thì nó là hướng dẫn thôi để các bạn đọc được chữ cái mở khẩu hình hơi rõ như thế nào thôi. Nhưng mà cái này nói các bạn là không nên mất thời gian vào cái này, không nên mất thời gian vào cái này. Các bạn cứ xem lại cái nền tảng của mình. Đấy, ghi chép được cái gì chép, hiểu được cái gì hiểu, còn không tất cả các bạn cứ quên hết đi. Vì bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục với nhau ở cái phần bên dưới của cái bài này. Đó là nó cho chúng ta một cái gọi là niên sỉ ở đây nó chính là bài tập exercise để các bạn luyện tập. Nên là các bạn cái tất cả cái gì các bạn quên hết đi cũng được, lý thuyết không cần làm, các bạn làm thực hành cho mình thôi, hành động luôn đó, thì các bạn hiểu luôn, không cần phải có gì khó cả. Đấy, chúng ta sẽ bắt đầu với nhau, vì Lộc tin là những gì Lộc nói trong tất cả cái video từ đầu đến giờ các bạn hiểu hết rồi, không cần phải học cái mà nó diễn giải ở trong sách làm gì cả. Chúng ta đang tìm kiếm cách học nhanh nhất mà nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập này. Ủ liên sĩ phần thứ năm là ủ liên sĩ đúng không? Và chúng ta sẽ có cái luyện tập liên sĩ là luyện tập sương điệu thanh điệu y u u y y ý ba Ok, đây là phần luyện tập của chúng ta. Đấy. Và các bạn không phải luyện hai lần đâu. Mình nói các bạn này, luyện một lần thôi. Các bạn mấy ngày sau ăn luyện lại lần thứ hai. Đấy, thì các bạn, lão các bạn nó mới nhớ được, nó mới thành công được. Các bạn luyện ăn sổi ngay bây giờ thì các bạn chỉ làm cho mệt người mà cảm thấy không hứng thú với môn học thôi. Đấy, các bạn bây giờ sẽ phần thứ hai. Đấy, cái phần này chúng ta sẽ có một số các từ ở đây và chúng ta cũng sẽ luyện cái từ này. Biến điệu là biến điệu. Biến điệu thì ta Lộc đã nói lại các bạn rồi, hai cái dấu hỏi gần nhau thì cái dấu hỏi đằng trước sẽ biến thành dấu sắc. Rồi, cùng nhau đọc nhá. Ní hảo. Ní hảo. Mấy hảo. Mấy hảo. Ú bại. Ú bại. Bấy hải. Bấy hải. Kế nhỉ. Kế nhỉ. Ú phả. Ú phả. Khớ ỉ. Khớ ỉ. Phú đảo. Ok, các bạn nó không cần phải biết nó là cái nghĩa là gì, các bạn cứ luyện như thế là được nhá. Tiếp theo ta sẽ phần san lần thứ ba. Lần thứ ba là chúng ta sẽ có một số các bài luyện tập về pronunciation, nó là phát âm, luyện tập phát âm. Ba, san, biến âm. Yi, biến đế sinh mu. Đấy, chúng ta sẽ nhận diện cái nguyên âm, nhận diện nguyên âm.
phân biệt thì sự khác nhau, có nghĩa là luyện tập nó sẽ là rất tốt đúng không ạ? Ba ba pa pa ta ta tha. Chúng ta sẽ nhận diện phụ âm, phụ âm nó dày đặc như này, những phụ âm hay nhầm lẫn này ta sẽ cùng nhau luyện tập để nhớ, luyện tập là hiểu rất tốt, phân biệt cái sự khác nhau của phụ âm. Có gì? Có gì? Phụ đạo. Phụ đạo. Ơ. San, điện yên. Ờ, xong rồi. Yi, điện đế sân mũ. Nhận điện nhé. Ba. Ba. Pa. Pa. Da. Da. Tha. Tha. Ga. Ga. Ka. Ka. Bu. Bu. Phu phu tu tu phu tu cu cu khu khu bay bay thai thai đai đai thai thai gai gai khai khai bao bao phao phao đâu đâu thâu thâu cao cao khao khao. Ok, phần thứ hai ta sẽ là nhận diện, phần thứ hai ta sẽ là nhận diện nguyên âm. À, biên bế nguyên mũ biên bế yếu ba bua ba bua hứa hứa phua phua pa pa pu pu nơ nơ mua mua ma ma mua mua tơ pua pua pha pha phu phu khưa khưa. Các bạn cố đọc theo nhá, pu pu cố đọc theo. Bài pai bay bay pao 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 mai mai mây mây khâu 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 cây 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 khâu 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 hai hai khi câu 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 câu. Ok, các bạn cố cố luyện, luyện cố mà đọc theo, mà chỉ đọc một lần thôi. Đấy, các bạn thích thì một tuần sau các bạn hãy đọc lại, hay là vài ngày sau, ít nhất vài ngày sau, đừng làm luôn, đừng dã cái não của mình luyện đi luyện lại, cái này sẽ nhàm chán nha. Bây giờ chúng ta sẽ phân biệt cái biến điệu, phân biệt biến điệu nhé, đánh dấu vào giờ nó sẽ khác. 三, 三, 变音变调。八, 八, 怕, 怕, 大, 大, 他, 他, 和, 和, 佛, 佛, 歌, 歌, 客, 客, 礼, 礼, 皮, 皮, 德, 德, 特特后后否否孤孤苦苦不不铺铺地地地地黑黑飞飞改改凯凯白白排排读读图图户户付付给给得得北北赔赔贷贷太太哈哈发发狗狗
khẩu. Khẩu. Ok, bài 1 thì cái về cái phần nghe của nó coi như đây là kết thúc. Các bạn chỉ luyện một lần thôi, đừng làm cho não mình nặng nhọc và cơ thể của bạn nó mệt mỏi. Thì cái phần này là phần các bắt nó bắt chúng ta tự đọc. Đấy, bắt tự đọc thì thôi thì Lộc sẽ đọc cho các bạn. Y khảo. Pa hào. Ni hào. Phú hào. Tha mã. Phái mã. Ti thủ. Y thủ. Thái thủ. Thái thủ. Tha lỗ. Thả lỗ. Cửa phủ. Cửa củ. Tà ủy. Tà ủy. Tha ủy. Tha ủy. Ủy phả. Lý pha. Mấy hảo. Mấy hảo. Mấy lái. Mấy lái. Ok. Đọc tiếng Trung xong mình cũng thấy nó ấy, nhưng mà thôi, vì tương lai ta học. Ok, đây là phần luyện viết. Thì các bạn mua sách về nhá. Các bạn mua sách về để luyện viết. Rất đơn giản như vậy thôi. Đây. Luyện viết vào đây nhá. Mua sách về. Thực ra thì Lộc không thích viết tiếng Trung, nó vẽ là Lộc thích. Nhưng mà các bạn cũng nên luyện một lần trong đời, để rồi chúng ta sẽ đến một cái bài số 2 nó trọn vẹn một chút. Đấy, bài 1 ta nói nhiều quá rồi. Bài thứ 2 sẽ có nhiều kiến thức hơn là nói. Chúng ta sẽ có những kiến thức để áp dụng được luôn, nhưng mà nó vẫn là những cái gì nó nền tảng. Chúng ta vẫn đang xây nền trong cái cuốn sách đầu tiên này, nên các bạn phải cố chịu đựng nó một tí. 5 bài đầu tiên sẽ cực kỳ vất vả, bởi vì là 5 bài nó liên quan đến sự xây nền. Đấy, cố gắng các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào bài số 2.